hướng dẫn các bạn chỉnh một số thông số trong máy in khi in bằng máy in Nhật TP731 nhé. Khi các bạn in này, các bạn ấn vào chế độ cài đặt này, và chế độ cài đặt và in bằng hệ hộp thoại hệ thống nhé. Đó, và chọn theo hướng dẫn của mình và cái chọn là cái tab thứ ba này. Đây là một số cơ bản, là chỉ số cơ bản. Đây là căn theo chiều ngang nhé, căn theo chiều ngang giấy thò thụt này. Và bên này là căn theo chiều dọc của giấy, căn theo chiều dọc này. Còn đây là chiều cao của giấy nhé, chiều cao 150. Mà tiếp theo đây là mật độ in, nghĩa là chọn số càng lớn thì in nó càng càng dày đấy, in nó càng đậm đấy, càng đậm. Nó chọn bạn vừa phải thôi, nếu mà đậm quá thì chữ nó đen hết không nhìn thấy. Còn phần speed này là tốc độ in nha. À, tốc độ in. Còn đây là tối ưu hóa mã vạch khi in, cho mã vạch sắc nét hơn, chỉ có một số chỉ số cơ bản thế thôi. Các bạn có thể để mặc định hoặc là chỉnh sửa tùy biến, tùy các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.